xin giới thiệu đến các bạn một mẫu van số Vova, mã nó là P9 Pro nhé. Với thiết kế thì rất là đẹp. Mặt trước này chúng ta được thiết kế là mặt kính ha. Khi mở lên thì các bạn sẽ thấy những cái phản chiếu của những cái đèn led rất là ok, rất là đẹp. Đây xin mời các bạn này ha. Nó hiện rõ lên những cái thông số chữ trên đây rất là đẹp. Thứ nhất, thứ hai là về sản phẩm Vova V9 vừa rồi này, chúng ta có những cái chương trình là gọi nhanh khi chúng ta lưu, chúng ta chỉ cần ấn một chút ấn. Trên đây là nó ra bốn chương trình cho chúng ta. Cái thứ hai đó là những cổng input, đặc biệt van số này sẽ có những cổng như là chúng ta có thể là bắt bằng điện thoại và Bluetooth không dây, optical và đầu in 1, in 2. Và gồm có 6 mã out, mainline drive, ground, center và sub. Các bạn đây ha. Và trong cái phần công ban số này chúng ta có thể là hát live stream, chúng ta có thể là thu âm trực tiếp qua đường test này. Và trong phần mềm chúng ta nó có hiển thị rất là rõ. Chúng ta có thể là thu âm cắt hai pass filter và low pass filter ha. Và chúng ta có thể trộn echo reverb AV tất cả luôn ạ. Chúng ta thu âm trực tiếp rất là hay, giống như là một cái sao kẹt vậy đó. Về sản phẩm này thì được phân phối và cung cấp bởi công ty âm thanh ánh sáng của chúng tôi. Sau đây xin mời quý vị nhìn lại một lần nữa về sản phẩm van số Vova. Đây là một phân khúc cao cấp, chúng ta có thể là chơi gia đình hoặc là lắp những phòng karaoke kinh doanh. Và đây là những cái thông số và tem chống hàng giả và được chứng nhận là hàng chính hãng. Và sau đây thì xin mời các bạn cùng lắng nghe qua một ca khúc tôi thì được trình bày trên van số Vova V9 như các bạn. Nói chung là cây nhà đã vừa mình hát sao thì xin các bạn lắng nghe. Em cho rất là mượn thì tùy nơi cũng như gia đình mình hát đó. Thì bạn nhiều hay cô nhiều thì tùy chỉnh thôi. Với phương châm chúng tôi là chỉnh theo ý khách hàng và theo sở thích của khách hàng ha. Hãy cười ai
đời là thế đó, lúc thân tàn chân ai ngó ngàng. Ngày xưa mình quán ai cũng ngoan, nhà cửa ăn nắng khi xa cơ chẳng còn đã thưa. Đừng khinh khi tranh giành chi nên lừa gạt nhau, luôn nhân quán cũng sẽ đến xin hãy làm điều tốt. Anh tu tâm tính thì đứng trên đường hàng ai, đời là cát bụi là ta nằm xuống như nhau. Đừng khinh khi tranh giành chi đến lừa gạt nhau, luôn nhân quán cũng sẽ đến xin hãy làm điều tốt. What you think that we think is cool? What you think that we think is cool? What you think that we think is cool?